Bốn đứa trẻ này khóc vì mẹ của chúng không cho đến trường chỉ vì lý do thất nghiệp. Thất nghiệp là câu chuyện gây ám ảnh và tác động đến hàng triệu gia đình, trong đó công nhân là đối tượng chịu nhiều tổn thương nhất. Đây là chị Hợp và bốn đứa con của mình. Từ lúc công ty mất việc làm vì phá sản thì chị Hợp đã đành cho bốn đứa con ở tại nhà để tiết kiệm chi phí. Bản thân chị thì vừa phải làm nghề bốc vác nặng nhọc, vừa phải nhặt ve chai để kiếm từng ký gạo về chăm lo các con. Hôm nay thì tụi nhỏ gặp mình rất là khóc khi mà thời gian dài chúng không được ăn no và thậm chí là không được đến trường. Con thích đi học không? Con tủi thân lắm, tôi lúc nào muốn cho con đi học. Thấy qua người ta sẽ cặp cái chờ bằng con mình nhỉ, tủi thân lắm. Nhưng không biết làm sao được. Nó cháu 10 tuổi rồi. Ở phía trước mọi người đây là chị Huyền, một trong những cái nạn nhân liên quan đến cái tình trạng suy thoái kinh tế và tác động sâu sắc nhất đó là những người công nhân ở các khu công nghiệp. Thì trong từ đầu năm đến giờ ở Việt Nam mình tình trạng thất nghiệp đang gia tăng rất là nhiều. Và mọi người có thể thấy được các cái clip trước đó, mọi người thấy chị Huyền cũng có một cái khoảng thời gian rất là bi kịch rồi. Hôm nay thì chị dẫn mình đến để giới thiệu những cái công nhân cùng chung số phận với chị. Dạ. Thì chị có thể chia sẻ em rõ được là hôm nay chị dẫn em đi đâu à? Dạ, em muốn dẫn anh Phong với lại cho cô chú Mạnh Thường Quân thấy một cái gia đình của chị này á, thực sự là cũng rất là khó khăn. Chị cũng trong cái tình hình là bị thất nghiệp mấy tháng trước cái thời gian mà chị vừa kiếm được việc làm này nè, là mấy đứa bé cũng vô cái thế là không được đi học đi hành gì hết. Dạ, rất là khó khăn luôn. Ôi. À, chị này thì trước kia làm gì chị? Công ty. À. Thôi chắc có lẽ mấy chị em mình vào bên trong đi ha. Dạ, vô dạ. Luôn đó chị vừa bước vô ra. Hôm nay thì chị Huyền có dẫn mình đến nhà của chị Hợp. À, chị có thể giới thiệu em là chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em đây em thì Hợp, năm nay là 41 tuổi ạ. Em làm công ty, trước kia làm công ty thì mấy năm thì cái gì cho nghỉ. Rồi em mới làm thầy vụ ở trong Giang Điền ạ. Thì bây giờ cũng thất nghiệp, em tầm 4 rưỡi không à. Chồng em làm 4 giờ. À, hôm nay á, thì mình xuống nhà chị trong cái ngày mà đi làm. Vậy thì hôm nay chị nghỉ có gặp khó khăn gì không? Dạ, mà em xin nghỉ thì em cũng xin mãi thì cán bộ mới cho em nghỉ. Chiều đây em vô hoặc em gọi em vô làm thì em bảo thôi bây giờ thì em cho em xin nghỉ một ngày luôn. Thì em có việc quan trọng nên là em ở nhà. Chiều nay mới đồng ý cho em nghỉ cả ngày, chờ ngày nhà. À, mình tạm ngưng câu chuyện để mình hỏi bé gái. À, con năm nay nhiêu tuổi? Con nhiêu tuổi? Nói, chú hỏi tuổi thôi à? Con bao nhiêu tuổi? Con 10 tuổi. Con 10 tuổi. Tại sao con chung mấy chú vào con khóc? Tay run luôn nè. Sao con khóc? Sao khóc con? Bây giờ mẹ đi làm là cứ để ở trong nhà không mà đâu có tiếp xúc với người lạ đâu. Sao con cứ khóc? Chị coi con em. Em nghe mọi người giới thiệu là chị có 4 đứa con. Dạ. Và chị đang bị tác động sâu sắc bởi cái tình trạng cắt giảm nhân sự các cái công ty. Dạ. Vậy thì từ đầu năm đến giờ chị được đổi công ty bao nhiêu lần và em, những cái lần chị thất nghiệp như thế nào? Em đổi công ty 3 lần này ạ. Em làm thì thất nghiệp thì em cứ làm mà em kiếm được cái thì em làm hồ cái thứ rồi. Em đi ve chai cái thứ. Em đi lơ xe tải nữa. Ui. Nữ mà làm lơ xe tải. Dạ. Khi mà làm lơ xe tải phải bốc vác. Đi bốc vác bia cái thứ nó ngọt. Đi ra bỏ quán lẫn quán. Xong rồi lúc tháng 12 lúc năm vừa rồi em kiếm được trong công ty trong Giang Điền á thì em đưa em xin làm thầy vụ từ đó tới giờ. Làm thì gia đình làm chỉ đủ ăn thôi ạ. À. Không có dư gì hết. Đây là nhà trọ. Vâng, nhà trọ. Một tháng bao nhiêu? Một tháng em cả điện cả nước 1,6 triệu. 1,6 triệu. Dạ. Giai đoạn chị thất nghiệp thì chị đi làm lơ xe tải. Dạ. Với phụ nữ lớn tuổi như chị thì đâu có đủ sức để bốc vác. Nhưng mà em cũng phải cố gắng hơn để vì lo cho gia đình. Con bé nó khóc suốt ta. Sao? Ý là lạ hay là chú lạ con tuổi thân hay là sao? Chú hỏi chị biết ta tâm lý bé sao khóc không? Bé thì nó hay xúc động. Cho chú hỏi nè, con có đi học không? Không. Sao con không đi học? Có chút em. Trong em.
mắt trong em. Đừng khóc, tôi nói rõ cho chú nghe. Để em cũng khả năng cho các cháu học, em cũng muốn là con cái em cũng bằng bằng bây giờ tới trường. Nhưng mà có việc điều kiện cũng phụ khả năng cho các cháu ở nhà. Có ăn quá không có cho con nhà cả bốn đứa luôn. Nên là chị nói nhà nhốt em mua trong nhà trong phòng nữa. Ôi bộ con chị em khóc tùm lem nước mắt hết rồi nè. Lau đi con. Nên ở nhà là coi mấy chị em trong nhà là nhốt nhau trong nhà coi em. Sáng em dậy em nấu cơm sớm rồi mà lại nhà cho mấy chị em ăn cơm. Chiều 4 giờ mẹ em nấu. Em hỏi một xíu á. Dạ. Chị hiện giờ là chị không cho tụi nhỏ đi học. Dạ. Không có đủ khả năng cho con em tới trường ạ. Học phí mỗi đứa bao nhiêu nếu mà cho đến trường? Thì đó bây giờ em cũng không có cho cháu đi học. Không bao nhiêu. Tổng thu nhập mỗi trước khi mà bị ảnh hưởng bởi dịch này nọ thất nghiệp á thì chị được bao nhiêu một em tháng? Em làm tháng 6 triệu cái thôi ạ. À. Về sớm không 4 giờ không một ngày có 200 ngàn. Nếu vậy đủ công thì em mới được 6 triệu. Còn đâu nghỉ, họ cho nghỉ thì cũng được 5 triệu thôi. Đòi quà đúng không? Dạ, đòi quà. Con đòi quà cái quà. Và 6 triệu một tháng thì bây giờ hiện giờ mức thu nhập bao nhiêu? Bây giờ hiện tại bây giờ thì em cũng chỉ có tầm đó thôi, không có tăng ca, công ty không có tăng ca, giờ công ty đã thất nghiệp cũng đang cho đuổi người nữa, mà em cũng khủng hoảng về kinh tế. Chắc chắn là mọi người sẽ phản ứng là đã khó khăn rồi mà sinh đến 4 đứa con. Chị có thể nói rõ là vì sao chị lại sinh nhiều con như vậy? Cái này bởi em nợ kế hoạch. Nữa kế hoạch chứ không mà nào em. Bé có nói với em là bé không được đi học, bé buồn, bé khóc. Vậy thì với vai trò người mẹ chị nghe được cái câu đó. Em cũng tủi thân lắm, lúc nào muốn cho con em đi học. Thấy qua người ta sẽ kịp cặp cái trường bằng phút mình nhậu, tủi thân lắm. Nhưng không biết làm sao được. Nãy cháu 10 tuổi rồi. Cháu này 9 tuổi. Dạ. Chị là quê ở đâu chị Hợp? Em ở Hải Dương ạ. Hải Dương. Dạ. Hải Dương mà vào trong đất Đồng Nai này. Vào bao nhiêu năm rồi? Em từ ở đây cũng mười mấy năm rồi ạ. Mười mấy năm rồi. Dạ. Vậy anh thì làm công việc gì? Thì chồng em mới làm công ty gỗ. Công ty gỗ. Bây giờ anh có bị nghỉ việc không? Thì chồng em cũng về sớm rồi. Chồng em cũng bệnh sốt. À, vậy thì đời công nhân á, dạ, khá giả và dư giả chỉ là tăng ca thôi. Dạ. Tăng lên. Tăng lên thì được khoảng bao nhiêu tiền nữa? Nếu mà tăng ca mà ra thì cũng có thể lên được 8 9 triệu, 10 triệu đổ lại thôi. Ờ, tăng ca tới 9 giờ đêm là đêm đó. 9 giờ tối mới về. Sao con khóc? Sao con khóc vậy con? Sao tự nhiên con khóc? Sao hiểu chuyện hết à? À. Hiểu hết đó chứ không phải không hiểu đâu. Muốn đi học. À, con mẹ đi làm ở nhà này. Ở nhà này mẹ cho con ở nhà chăm em hả? Dạ. Chăm bao nhiêu đứa? Dạ, ba đứa. Ba đứa. Vậy thì con ở nhà con nấu nướng được không? Dạ không. Trưa con cho ai em ăn cơm bằng cách nào? Con lấy cơm để lấy đứa ăn. À, con bới cơm cho từng đứa ăn. Mẹ hay nấu đồ ăn gì cho con ăn cơm với mấy đứa em? Dạ. Mẹ hay nấu gì? Mẹ nấu canh cà trứng. Canh cà chua trứng. Đúng không? Canh thịt với trứng. À, canh thịt với trứng. Xúc động quá, khóc nói không nghe được gì hết à. À, con thèm ăn cái gì? Con thèm ăn cái gì? Ủa, con thèm ăn gì vậy? Con thèm ăn gì, con nói cho chú nghe. Con thèm ăn gì? Chú vợ hả? Sợ con rung thích đi học không? Rung tay luôn nè. Chú hỏi con thích không kìa. Con thích đi học không? Con có. Có hả? Mấy bạn đi học về mấy bạn có cho sách vở cho con không? Con